Sao hỏi những người khác mà hỏi bằng này? Kính thiếu trai người bán. Anh từng bán kính. Bán nó cười á, là anh cũng kiểu thích rồi. Kiểu này là chắc muốn em dẫn về nhà không rồi. Cố tiền. Đi chơi với bạn em nói chuyện vui quá, kiểu chỗ bóng nãy chị đi quá trời đi quá. Biết là điểm đó không có gì. Dạ. Nhưng có ôm hay ghét hay là cọ quẹt như nhẹ không? Rồi sao bao lâu thì mới có cái chuyện kia? Hôm đó là cũng hơi mệt tí, rồi cũng tới sáng. Tới sáng hả? Trời sao tụi em mãnh liệt vậy? Cái nhẫn ở đâu ra vậy? Tại vì hai em mới bảo là bồ nó tặng đó, con trai đó nha. Khi mà em điên lên á, giờ mày gọi nó tới đây, giờ mày chọn tao chọn nó. Dạ. Có phải mày yêu con trai không? Con yêu con trai thì có sao đâu, có phải mà em đập cái điện thoại của em luôn. Em thấy anh đang ôm đứa khác. Khánh Chi và Minh Tuân chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và dự lứa tình yêu Speed Couple đã đồng hành với chương trình này. Và sau đây xin mời quý vị khán giả chào đón khách mời của ngày hôm nay. Dạ em chào anh Tuân, em chào chị. Em tên là Kim Kiên, em năm nay 21 tuổi, em làm nhân viên sale và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn em là Kỳ Kha, 24 tuổi, em làm bất động sản. Rồi hai đứa giỏi vậy, một người bất động sản, một người làm sale. Rồi làm sao mà hai bạn gặp gỡ được nhau ha? Lúc trước là em với anh Kha là ở cùng quê kìa. Xong cái em có gặp anh Kha ngoài đời mấy lần rồi. Em cũng có thích anh này. Hai đứa gặp nhau nhưng mà chỉ có em nhìn thấy ảnh thôi và anh không nhìn thấy em. Lý do tại sao em nhìn thấy ảnh không nhìn thấy thì em? Kiểu như là em đi chơi với bạn em, xong ảnh đi chơi với bạn, ảnh đi gặp cùng quán cà phê, xong em thấy anh đó thôi. Coi như là em nhìn trộm thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Hồi lúc đó là em nhớ là anh có người yêu rồi. Lúc đó là em cũng có kết bạn Facebook với ảnh, xong em về em nhắn tin bị người yêu của anh đó là người yêu cũ của anh bây giờ. Xong chửi quá trời chửi luôn, xong cái em không nhắn nữa. Em cũng không nhớ nữa, nói chung là chửi. Giúp là ghen phải không? Dạ. Đúng rồi, người ta có đâu có cặp mà tự nhiên mình nhắn tin. Thế ấy là em nhắn tin bình thường, em không gì hết. Từ đó em không nhắn tin nữa. Em với ảnh mới nhắn tin nói chuyện lại đây, xong cái mới quen. Quen được bao lâu rồi cưng? Dạ, được 4 tháng. Em nhắn tin cho ai trước? Thì nói từ lúc trước. Trước à, lúc trước chị nói rồi, nhưng lúc bắt đầu là nhắn tin lại nè, ai nhắn tin cho ai trước? Là em nhắn trước. Là do là đợt đó là em hỏi bạn mua kính á. Em thấy bạn đăng link bán kính, cái xong em hỏi, cái em mới nhắn tin lại. Kiểu cũng nói chuyện về hỏi về thông tin của kính thôi chứ em cũng... Nhưng mà em có biết là bạn này ngày xưa đã thích em không? Em không biết. Tôi nhắn tin mà. Lúc đó anh bán nhắn tin qua là em không biết luôn. À, là người yêu em. Em lấy tin nhắn, em đọc, rồi chat luôn. Xong rồi xóa tin nhắn. Sau này em nhắn tin qua cho bé, em mới thấy những dòng tin nhắn cũ á. Em mới biết được. Rồi khi em biết là bạn này hồi xưa đã từng nhắn tin với em thì cái cảm xúc em như thế nào? Thì em cũng bình thường, tại lúc đó kiểu em cũng không có suy nghĩ là em muốn có người yêu lại. Tại lúc đó em mới chia tay xong, em không muốn quen ai nữa. Là coi như là muốn nghỉ ngơi thời gian. Dạ đúng rồi đó. Em cũng hỏi bạn về thông tin kính thôi. Sao hỏi những người khác mà hỏi bạn này kính thiếu trai người bán? Anh từng mang kính. Tại ý là có cái bạn Facebook á, xong cái em thấy thông tin ở trên đó thì em hỏi. Tại vì em cũng thích cái đầu kính này nè. Rồi cuối cùng có mua được kính không em? Dạ em mua được. Mua được kính là mua luôn được à? Người bán kính thôi. Bây giờ làm 10 đôi kính còn được á chứ chị ơi, một đôi. Bây giờ một tủ. Khi bạn này nhắn là mua kính, em có nhớ là em đã từng nhắn tin cho bạn này không? Dạ có, em nhớ. Em nhớ liền hả? Em cũng có đứng hình lại mấy giây, xong em nhận ra là hồi xưa em có nhắn tin với anh này, xong cái bị người cũ ảnh nhắn ghen đồ này kia. Em cũng nói chuyện bình thường chứ em cũng không nhắc gì tới chuyện hồi lúc trước hết. Nhưng mà chắc chắn ai cũng ai chứ. Dạ em cua. Mà chị hỏi thiệt là em có ý định là cua bạn này trước không? Em thấy bạn cũng dễ thương, cũng thích vậy đó. Lúc mà em mua xong á là em cũng có nhắn tin bạn kiểu lâu lâu nhắn chứ cũng không phải là nhắn hoài. Đó là em cũng tính về quê, cũng hẹn nhau ngoài là cũng gặp đi cà phê này kia. Bữa hôm đó là bạn tới chờ em thì cũng phải gần nửa tiếng em mới tới sau, tại vì em có hẹn với bạn của em nữa. Lúc đó em vô là thấy bé nó ngồi, nó đang chơi game, ngồi đó em chờ nó chơi xong rồi cũng nói chuyện vậy á. Lúc mà em vô gặp á, bé nó cười á, là em cũng kiểu thích rồi, kiểu có nét gì á, kiểu động lại trong em á, kiểu em thấy vậy cái em thích đó. Hồi xưa là em gặp là em nhìn từ xa thôi, như hồi nãy chị nói là nhìn lén đó, xong còn bây giờ em gặp gần hơn thì em thấy đẹp trai rồi cũng trắng, cũng hơi thích thích. Thì anh đủ đi ăn, thì em mới hỏi là tối nay rồi ai chở về, tại vì lúc đó là bé ra là nhờ bạn chở ra, kêu là không có ai chở hết. Cái em thì em nghĩ là chắc kiểu này là chắc muốn em dẫn về nhà không rồi. Cố tiền. Hôm đó là em dẫn bạn về nhà luôn.
là về nhà luôn. Dạ vâng, về nhà tại em vì, hả? Dạ vâng, tại vì nhà em ngoài đó là không ai ở hết. Em là em ở Sài Gòn, xong là nhà ngoài đó là chỉ Tết là về thôi á. Là em dặn bằng gì? Sao thuận tiện quá vậy? Sao em không chở bạn ấy về nhà bạn ấy mà chở về nhà em? Thay vì mình phải đưa bạn mình về, bạn mình về nhà bạn mình xong mình mới về nhà mình chứ. Đúng ra chị thấy như vậy nó sẽ thích hợp hơn. Tại vì chỗ em mà qua chỗ bạn cũng phải gần nửa tiếng, cái đi cũng xa, xong cái bạn cũng không muốn đi nên em chở bạn về nhưng luôn. Nhưng mà em bữa đó là em muốn về nhà anh này hay sao? Nói thì chị nghe khai thì. Dạ không, tại hôm đó là anh hỏi là giờ em về nhà hay sao, em kêu là nếu như anh không chở về thì em kêu bạn chở về cũng được. Anh mới kêu là muốn về nhà thì anh chở về, không thì qua nhà anh ngủ lại một bữa. Xong cái em cũng chịu. Em cũng kêu là thôi vậy thôi, để em giờ hồi lúc đó cũng trễ, lúc đó tụi em đi chơi đi cà phê đi ăn xong là cũng trễ rồi. Em kêu vậy thôi qua nhà anh chơi bữa cũng được. Rồi sao em tối đây có ngủ không? Như là có ngủ bình thường. À, thế hả? Em rõ ràng lắm, chưa bồ là em cũng làm vậy đó. Biết là điểm đó không có gì. Dạ. Nhưng có ôm hay ghét hay là cọ quẹt như nhẹ không? Thì cũng có ôm bạn. Em ôm bé nè. Rồi bé nào nằm cứng đơ hả? Nằm cũng kiểu quay lưng qua kia em ôm. Thì em cũng thích kiểu ôm phía sau ấy. Thôi em ôm mà ngủ thôi. Rồi ôm ngủ thôi. Dạ. Rồi bé biết bằng này ôm không? Dạ biết. Mà lại nói chung cũng thích đúng không? Dạ. Nên em cũng, mà lúc đó em cũng buồn ngủ xong em cũng không để ý. Em giống ghé thiệt hả? Tông ghé thiệt cái xe bên bên để cho người ta ôm. Rồi sau cái buổi mà em ngủ lại nhà Kha đó, thì bao nhiêu lâu sau bọn em gặp lại và quyết định có một mối quan hệ nghiêm túc? Ngày mai ở với em được một đêm, xong là ngày mai là em hỏi bạn là có muốn làm người yêu em không? Ấp ao ấm nhưng mà vẫn ừ. Em dậy trước xong em thấy anh còn đang ngủ, xong cái em cũng nằm. Em mới kêu là anh dậy đi ăn sáng. Xong cái anh mới kêu, anh kêu là từ từ nói chuyện, hỏi em là có muốn làm người yêu của anh không. Xong cái em cũng suy nghĩ một hồi lâu, em cũng đang cân nhắc kìa chị. Em suy nghĩ lâu lắm. Em cân nhắc chuyện gì mà suy nghĩ chuyện gì? Ý là em thấy kiểu mới gặp mà quen có nhanh quá không à. Nhưng mà lúc đó em cũng nửa đồng, muốn đồng ý nửa muốn không á. Xong cái em cũng thích ảnh rồi á. Xong cái em cũng suy nghĩ, xong cái em cũng đồng ý. Suy nghĩ xong bao nhiêu lâu em? Dạ chắc tầm một năm mười phút. Lâu quá ha. Một năm mười phút. Lâu quá ha. Chắc phải đánh đo lắm. Rồi sau đó là bắt đầu đồng ý, nó đồng ý xong rồi hai người đi ăn. Dạ đúng rồi. Đi ăn xong rồi về nhà sao nữa? Tại vì đợt đó cũng gần Tết, xong là tụi em đi chơi với bạn em luôn. Xong tới tối thì mới về phòng. Bé cũng bảo là về nhà, chở bé về nhà. Em kêu thôi, có gì gọi ba mẹ xin ở lại nhà bạn đi. Xong cái cũng xin ở lại. Rồi đồ đó mà mặc? Mặc đồ em luôn. Tại vì hai đứa cũng bằng bằng nhau á. Xong là lấy đồ anh mặc luôn. Rồi sao bao lâu thì mới có cái chuyện kia? Chưa hỏi nụ hôn đầu gì hết. Nụ hôn đầu á, sao bao lâu có nụ hôn đầu? Là tối đêm đó luôn. Dạ vâng. Rồi nó diễn ra như thế nào nè? Nó hơi kỳ. Không, thế là coi như là hai người. Dạ, dạ. Đến với nhau trong đêm đó luôn đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Chưa, chị ơi cho một tình tiết cụ thể nào. Kỳ là kỳ như thế nào em? Em ở đầu là cũng ngại, xong cái cũng em chủ động hôn luôn. Em chủ động hôn chứ? Bé để im luôn. Sao lại tấn công tới thôi. Rồi ổn hết này. Hôm đó là cũng hơi mệt tí. Là cũng tới sáng. Là cũng tầm 3-4 giờ sáng rồi. Tới sáng hả? Trời sao tụi em, sao tụi em mãnh liệt vậy? Còn trẻ chị ơi. Trong cái chuyện tình cảm của em á, có nhiều cái kỷ niệm, cái trải nghiệm với nhau trong vòng 4 tháng đấy không? Lúc mà bé ra Đà Nẵng là kiểu bé ở Đà Nẵng còn em ở Quảng Nam á. Xong kiểu cũng ít gặp nhau, kiểu nhắn tin vậy thôi. Là quen xa hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cũng không xa lắm, đi Quảng thì Nam. Cầm con người Đà Nẵng, người Quảng Nam là cách nhau mấy chục cây? 70 cây chị. Vậy là bây giờ bọn em vẫn một người ở Quảng Nam, một người ở Đà Nẵng? Dạ không. Dạ không, bây giờ là hai tụi em ở chung là ở thành phố Hồ Chí Minh. Bọn em ở chung được bao nhiêu lâu rồi? Cũng mới đây được gần một tháng rồi. Lý do tại sao bọn em quyết định chọn vào Hồ Chí Minh? Tại vì nhà em ở trong này nên em bắt buộc em phải vô lại. Trước khi quen bé là em cũng hỏi trước rồi, bé có vô Sài Gòn không? Nếu em không vô là em không quen đâu. Tại em sợ yêu xa lắm. Bạn cũ hồi trước kia em cũng yêu xa 7 tháng kia. Em sợ kiểu mà không tin được người ta, với lại mới quen nữa. Thế bây giờ anh xin phép tách nhánh hai bạn để hỏi một tí câu chuyện riêng tư nhá. Rồi, Kha với anh à.
Việc em phát hiện bản thân mình á, là em phát hiện từ lâu chưa? Là nửa năm lớp 10. Từ trước đó là em vẫn thấy em bình thường như các bạn trai thẳng khác. Dạ đúng rồi, tại vì trước đó là em có quen gái. Bản thân em muốn quen ai á, em muốn dẫn gì cho gia đình em biết. Tới cái lúc mà em tham gia người mẫu nè, lúc đó là em đang đi thuê đồ. Em cũng gặp một anh đó, năm 94 á. Em ghét ai mà nhìn chằm chằm lắm. Với lại chính bản thân em thì đồng tính luôn á. Cái anh đó là đi chung với lại một người bạn cũ của em. Anh đó xin Facebook của em qua người bạn đó. Cái gì cũng nhắn tin, cũng suy nghĩ là anh em bình thường thôi. Cái lúc mà em đi thi á, ảnh chuẩn bị đồ áo quần cho em luôn. Thì trước giờ em cũng ít khi mà thấy ai quan tâm em vậy hết. Kiểu cũng hơi rồi đó. Động lòng. Dạ đúng rồi. Cái áo sơ mi á, cái em bỏ trong cặp, lúc em lâu ra nó nhăn lắm luôn. Em mới gọi cho ảnh có cách nào để ủi cái áo không á. Ảnh chạy lên sân khấu xong rồi lấy áo xuống, chạy từ chỗ thi á về tới nhà của ảnh cũng phải tầm 15 phút á, ủi cái áo rồi chạy ngược lên lại. Xong lúc đó kiểu mình thấy tội người ta, kiểu mà tự nhiên không người ta thương mình làm vậy á. Anh mang áo vô xong cảnh mặc đồ cho em luôn, là lúc đó em chấp nhận luôn rồi đó. Với lại kiểu một phần em cũng suy nghĩ là hay là mình thử xem như thế nào. Kiểu quen nhau cũng tầm tháng mấy á, cái chuyện nhà em cái nên chia tay luôn. Vậy là lúc đấy là em vẫn chưa come out với gia đình của em? Dạ, cái lúc mà gần chia tay rồi mới come out là gia đình em biết rồi mới chia tay. Sao gia đình em biết được? Hôm đó là mùng 3 Tết á, anh tặng cho em cái nhẫn cái em đeo ngay đây nè. Chị hai em biết rồi, chị hai em giấu. Tại vì em cũng đăng trên Facebook á, là mà thấy cái nhẫn mà hỏi là cái nhẫn ở đâu ra vậy. Là chị hai em mới bảo là bồ nó tặng đó, con trai đó nha. Kiểu mà em điên lên á, giờ mày gọi nó tới đây. Em cũng kiểu bình thường vậy, em nghĩ là thì trước giờ em cũng dẫn người ta về thì giờ em cũng gọi luôn. Còn anh cũng mang quà qua, anh tặng này kia. Mày bảo vô bàn ngồi, lúc đó là có ba, có mẹ, có dì hai nữa. Ba em thì thoải mái, mẹ thì ghê lắm. Ngồi, vừa ngồi xuống xong kia, mẹ đặt. Giờ mày chọn tao, chọn nó. Dạ, ảnh kiểu ảnh rút lui luôn á. Kêu nó vậy thôi con xin về. Khó chịu á, tự nhiên không đang yêu đương gì mà bỏ giữa chừng vậy á. Nhưng mà thật ra nếu là cái anh đó thì mình vẫn nghĩ là nếu như mình yêu người ta mà mình đem đến rắc rối cho gia đình của người ta thì cũng khó nghĩ nha em. Tại vì mẹ em căng quá như vậy thì mình... Mà cái bạn đấy đâu có hiểu được tính tình của mẹ em như thế nào đâu mà sợ ảnh hưởng đến em thì sao. Em không biết ảnh nghĩ sao nhưng mà ý là kiểu bản thân em mà em quen ai rồi là em tiến tới luôn, em không sợ gì hết á. Không thích thì thôi đừng có quen luôn, chứ em không thích giữa chừng như vậy. Rồi là em thấy thất vọng. Dạ. Và em là người nói lời chấm dứt. Dạ không, hôm đó xong là về nhà em thu điện thoại luôn, rồi tắt mạng luôn. Là không cho em liên lạc với anh đó. Cái cũng gần một tuần gì á, có một bé gần xóm em á, mượn bé nó gọi là cho ảnh. Thì lúc đó anh đang làm ở quán cà phê, em nhường bé nó chở em ra đó. Em thấy anh đang ôm đứa khác. Một cái em im luôn, em chỉ gọi qua anh nói là chia tay đi. Rồi mẹ em vẫn không có chấp nhận em làm người đồng tính. Dạ đúng rồi. Làm sao em có thể quen được người tiếp theo? Chia tay anh nó xong rồi, chung là năm học cấp 3 của em, lớp 11, lớp 12 là em quen là con gái. Và em cũng dẫn về là nhà, kiểu ba mẹ cũng không nói gì hết. Nhưng mà khi em quen con gái á, Kham, là cái cảm xúc của em nó có nhiều như là khi mà em tìm hiểu một người con trai không? Dạ cũng có. Kiểu bản thân em nha, là em thích cái đẹp, ai xinh xinh là em cũng thích hết. Nhưng mà em đã có bồ rồi là em sẽ không để ý người khác nữa. Là em chỉ yêu một người đó thôi. Lên lớp 12 xong em đậu đại học á, là em vô trong Sài Gòn này em học nè. Em không quen ai nữa. Xong cái vô đây mới quen một cái anh đó lớn hơn em 17 tuổi. Anh này thì có vợ có con rồi, mà ly dị rồi đó. Kiểu là cũng đang trong thời gian quen, cái là một lần nữa là mẹ biết qua tới nhà nó luôn. Cái hai người kiểu tranh cãi qua lại xong cái mẹ em cũng cọc tính, anh cũng từ bỏ. Em không dám quen ai luôn. Cái mãi cũng phải tới năm 2 đại học á, cái em mới quen cái bạn mà 5 năm này. Rồi lần này mẹ như thế nào ạ? Lần này kiểu là em lì luôn rồi đó. Mẹ nói em không nghe luôn rồi. Là lúc đó là cứ ép em cưới vợ hoài. Em thì em bảo là con hứa mẹ là con tới 30 tuổi con cưới vợ có con. Còn lại hiện tại thì giờ con ưng ai, con quen ai thì mà cứ kệ con đi. Mà cứ không chịu, tại vì mà sợ hàng xóm người ta nhìn nó ra nó vô đó. Cũng quen bạn này, cái cũng dẫn về cho ba em luôn. Tại vì ba mẹ em không ở chung, mẹ em giờ dọn ra Bắc rồi. Còn ba em ở Sài Gòn á, nói chung là ba cũng không cấm. Ba thì theo ý của mẹ em á, là kiểu mẹ em cấm thì ba em sẽ cấm. Mẹ không cấm thì ba không nói gì nữa hết á. Rồi đến bây giờ thì mẹ đã chấp nhận em chưa khác? Cái đợt tháng 11 vừa rồi nè, là em bảo là em muốn về quê. Trước đó em về một tháng là mẹ có gọi qua, mẹ nói là mẹ đang ở với lại một bà dì, con bà dì cũng như em vậy. Kiểu cái anh kia thì tự kỷ, mẹ cũng tâm sự với cô đó về em á. Xong cái cô đó cũng nói là thôi giờ không có cấm gì nữa hết. Mẹ cũng gọi qua mà cũng nói vậy, cái gì mẹ không cấm nữa. Nhưng mà mẹ vẫn mong là em có con, không có vợ cũng được, mà có con là được. Thì em cũng hứa mẹ là con cũng tới 30 tuổi là con có con là được rồi. Nhưng mà đừng có ép con cưới vợ nữa. Là đến bây giờ em vẫn giữ cái lời hứa là đến đúng 30 tuổi.
Dạ đúng. Ok. Bản thân em cũng thích có con. Ừ. Nhưng mà em không thích cưới vợ, tại vì một phần là nếu mà không yêu người ta mà cưới gì mới công làm khổ họ. À, Kinh kể về câu chuyện tuổi thơ của Kinh nha. Hồi lúc nhỏ là em cũng có xu hướng là yếu điệu, thích làm công chúa rồi đó. Đi học em cũng bình thường, nhưng mà bạn em thấy em cũng hay chơi với con gái rồi này kia, thấy bạn bè cũng hay chọc, nhưng mà em không cũng em cũng bình thường. Khi ví dụ như em mà bị bắt nạt, em có một thằng em sẽ đâu nữa vậy, xong em với em đánh lại tụi nó luôn. Hồi lúc nhỏ thì em cũng có suy nghĩ là mình thích làm gái nữa thôi, nhưng mà mình vẫn mặc đồ con trai, vẫn đi chơi bình thường. Nên cấp 2 á là em vẫn quen gái, nhưng mà không có hôn, không có gì hết. Rồi lên cấp 3 em mới bắt đầu là quen con trai. Nhưng mà gia đình em biết không? Lúc mà em học cấp 3 em có nhắn tin với một cái anh kia. Mẹ em ở nhà em coi điện thoại em. Xong cái mẹ em mới tức quá: mày con trai mà sao mày nhắn tin với thằng nào mà mày nói chuyện như này như kia như vậy là sao được. Xong cái em cũng cãi lại: cái bạn bè nhắn tin bình thường thôi chứ có gì đâu. Xong cái mẹ em mới nói là: bạn bè gì mà nhắn tin kiểu này, có phải mày yêu con trai không? Con yêu con trai thì có sao đâu. Phải là mẹ em đập cái điện thoại của em luôn. Xong cái em mới lượm cái điện thoại lại, mà em mới có đánh em một cái. Cái em khóc quá thì khóc luôn. Xong cái mẹ em mới nói với ba em, xong ba em cũng vô nói chuyện em như vậy từ khi nào. Em cũng nói là em mới nói chuyện xong em cảm thấy thích vậy thôi. Ba em thì nói chuyện bình thường chứ không có la mắng. Thì từ hôm đó là ba mẹ em cũng biết là em thích con trai rồi, nhưng mà không có nói tới cái vấn đề đó nữa, cũng không chấp nhận, nhưng mà cũng không nói tới nữa vậy. Ở nhà em á là có một bà chị là tomboy luôn, thích quen con gái luôn. Sau hồi đợt mà em nhắn tin á là tầm mấy tháng sau á, chị mới kêu là lấy điện thoại của mẹ em á là like mấy cái trang mà coming out LGBT rồi á cho ba mẹ em thấy coi, cho suy nghĩ thoáng bớt, không có gay gắt về cái vấn đề mà giới tính LGBT rồi vậy. Kiểu như ba mẹ em cũng không có gay gắt nữa, tôi nghĩ cũng thoải mái hơn, thoáng hơn. Mẹ em có một lần nói với em với chị em thì hai tụi em là muốn quen ai cũng được, muốn làm gì thì làm, nhưng mà miễn sao hạnh phúc là được, chứ đừng cái làm cái gì có lỗi với ba mẹ là được, là ba mẹ em cũng chấp nhận. Ban nãy ở bên kia Kha nói với em về cái việc là Kinh kiểu ghen với quá khứ ấy, mà nói bé, không biết ở đây em có nghe không. Mỗi lần em ghen là em im lặng, em cọc lên, em không nói chuyện với Kha luôn, đúng không? Dạ. Yeah. Tại sao vậy? Thì em thấy tự nhiên quen em mà tự nhiên nhắc về cái này cái kia, mấy cái chuyện cũ em không thích. Thì thôi, nếu mà người yêu mình mà không thích thì em được đó nha. Là do em nhắc hả? Em nhắc hoài, ai mà chịu được. Ý là tại cũng hỏi em á, xong cái em trả lời thiệt cái giỏi gì đó. Vậy mà hỏi làm chi? Em hỏi xong cái tới một cái mức độ là em kêu thôi đừng kể nữa, nhưng mà anh vẫn kể. Lúc đó người ta đang tuôn trào cảm xúc nè, mình khơi. Người ta nói, người ta đang cái cơn nói. Khi ta nói hết, lúc đó em cảm thấy là nhiều quá này, không muốn nghe nữa. Cái đó là mình không có được như vậy. Nếu mình biết gì mong đừng hỏi. Thì kiểu là bạn tò mò gì thì em nói hết rồi. Bạn tò mò thì em nói ra, xong bạn cảm thấy mình là bạn ghen quá khứ. Ai cũng có sự ích kỷ mà cưng. Không, như em thì không, em hỏi luôn. Em sợ ghen nên em không hỏi luôn. Em không tò mò gì chuyện quá khứ của bạn. Thì mới vừa rồi là em cũng không biết luôn mà. Thôi tốt nhất là mong cưng cũng đừng hỏi nha, để cho gia đình vui vẻ ha. Bây giờ mình khai tật xấu cho đi nha, tự giác đi hai bạn. Nói chung là em cũng thấy bạn có tật xấu gì hết á, chỉ là kiểu hay like. Trong hai tuần đầu á, bé ở với em á thì bé không sao hết, cũng mua đồ ăn gì nấu cho em ăn, cũng dọn nhà này kia, em thấy cũng ngoan hiền lắm. Bắt đầu là em tưởng là bé hiền lắm, cuối cùng là lúc mà bé ra Đà Nẵng ở với bạn á, xong thì lúc đó em ra em chơi cái thì bắt đầu kiểu tính kiểu kỹ càng quá chị. Ví dụ như giờ mà em mặc đồ xong em chỉ cần cởi ra là em phải bắt buộc phải treo lên liền, chứ nếu mà không treo lên liền là bà chửi. Bản thân em á là em làm cái gì là em kiểu làm xong hết rồi em mới kiểu dọn dẹp, còn cái này là bé muốn là làm xong cái nào dọn cái đó, bước từng bước. Gọn gàng thì thôi, vậy em dọn giùm cho chồng em đi. Càng dọn là càng chửi. Có sao đâu, thay vì mình la thì thôi, gì ví dụ bạn người yêu mình đang làm chứ, thì mình làm móc cái áo lên cho xong đi, khỏi la, để cho gia đình vui vẻ. Không, ví dụ nếu bạn dọn là bạn sẽ chửi em. Tay thì dọn như mềm thì chửi. Tay thì dọn như mềm thì chửi. Thì em làm giùm cho chồng em đi. Thì em làm giùm thì được, chứ tự nhiên có một cái tật mà mỗi lần làm gì cái vứt lung tung, em cứ mỗi lần đi theo sau em phải dậu. Thì em dậu thì em vẫn có dậu, nhưng mà em phải nói vậy. Sanh dục đồn lum la vậy, hiểu không?
sánh treo lên đó, chịu được không? Ôi dũng quá luôn á. Nó lại cái móc á, móc áo mà nếu mà treo ngược thôi cũng bị nói. Không, cái áo treo ngược cũng sao nha, cái đó khó quá nha. Là phải treo qua đây cho đẹp bình thường, miếng xong móc lên được. Nói là móc, móc theo một hướng nhưng mà à, móc cái... hướng hết nha, một dạ, chậm chán. Nhưng mà cái mặt, cái mặt của cái áo cũng phải hướng theo đó luôn, cùng à, theo luôn chứ không. Chỗ cực kỹ gì vậy cưng. Mai mốt á, em thử đi làm mà cô giám thị ở trong trường coi, hợp lắm luôn á. Rồi còn tật xấu của Kha là cái gì nào? Okay. Thì anh Kha thì có cái tật là hay vứt đồ lung tung vậy thôi. Với lại nhiều hồi mà kiểu như đi chơi với bạn em nói chuyện vui quá, kiểu kiểu chỗ bóng đã chị đi quá trời đi luôn á. Dễ sợ luôn á. Ví dụ như nãy em nói chuyện với người bình thường á thì em bình thường, còn mà em nói chuyện với lại mấy bé mà bạn của bé này nè, mấy bé nó điệu lắm. Cái thành em bị liệu theo á. À, bị điệu theo. Các em bị điệu theo. Em khều nó điệu quá vậy. Em có khèo, em khèo hoài luôn á chứ. Điệu quá vậy. Mà kiểu vô cơn là em nói kiểu em dính thôi luôn. Thật ra thì anh nghĩ cái việc điệu hay không nó không phải vấn đề đâu. Quan trọng là cả hai thoải mái thôi. Với những cái giây phút mà mình có trong cuộc sống này, chứ mình đâu cần phải phải kiềm nhau ở trong những cái phút vui đó để làm gì đâu á. Để mà giữ hình ảnh hay là để tạo một cái ấn tượng với ai đó. Quan trọng là mình vui là được. Nhưng nhiều khi bạn này bạn thích cái hình tượng bạn này là phải cứng. Hiểu người yêu người ta, tao thích vậy mà giờ điệu quá. Em hiểu anh mất cái cảm xúc tình yêu. Tương hiểu không? Chứ mà là giữ hình ảnh cho ai. Nó nói trời sao chồng mình xong lại lộn vậy, ví dụ vậy. Đó, đúng có rồi. Nói em luôn. Đó. Chứ nếu ví dụ mà lúc nào hai đứa lộn nhau điệu vậy thì chị mới cảm thấy bình thường. Ồ, vậy là giữa hai bạn vẫn không thấy một cái tật xấu nào gọi là mình phải chỉnh đốn lại để cho mọi thứ tốt hơn. Anh Khai có một cái tật xấu á, là em muốn anh Khai đổi cái đó là hay nhắn tin với người khác mà kiểu như nói chuyện kiểu thân mật quá mất xong em không thích lắm. Dạ, bây giờ chị cho nói luôn. Thứ nhất, mình đã có người yêu rồi thì mình hạn chế cái vấn đề đó. Không, kiểu cũng phải là thân mật mà kiểu em giỡn với bạn em. Quan tâm quá. Nhưng mà nó yêu, nó ghen, nó ích kỷ, cái chuyện đó bình thường. Em yêu ai rồi á là em chỉ suy nghĩ đến một người đó thôi. Còn mấy người khác kiểu em nhắn tin nó lại em chỉ kiểu em giỡn nhưng, thôi. Nhưng em giỡn, em thân mật quá nhiều khi người ta hiểu lầm. Cho nên lòng ta thích mình. Dạ. Còn em thì kiểu em không thích vậy đúng không? Cái gì nó phải có giới hạn đúng không? Giỡn thì giỡn nhưng mà em vẫn không thích. Kì em nói bạn là em đã giỡn luôn rồi là cho em đưa dù cho là bạn giỡn, đọc luôn. Cho dù là giỡn nhưng mà bạn này vẫn không thích thì thôi, mình giỡn cũng thành thiệt đó cưng. Một lần giỡn, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, bảy lần, tám lần, chín lần, mười lần. Lần thứ 10 dính. Không, tại vì nhiều khi em nhắn tin em giỡn này cũng đưa cho bạn đọc. Đưa đọc mà đưa đọc vậy thôi chứ cái nhưng mà người ta không thích như vậy. Đúng không? Cưng không thích vậy đúng không? Đúng rồi. Rồi giờ cưng không thích cái gì ở bạn này không có gì gọi là em không thích hết. Quần áo dạ. Ở giữa hai bạn có lần nào mà mình tranh luận hay là mình cãi nhau kiểu rất gay gắt mới đây, lý do tại sao ấy? Hôm đó là kiểu hai tụi em rảnh á, ở nhà xong cái bạn rủ em chơi game. Không, hôm đó là hôm 13 tháng 2 á, hôm mà anh ở nhà xong em đi làm về xong cái phòng bừa xong cái em mới la anh, cái hai đứa mới cãi lộn xong em đuổi anh ra khỏi phòng luôn, nhớ không? Cái bữa chơi game mới cãi to chứ. Bằng chơi game với em là chơi bắn súng á, xong cái bạn đi lẻ bằng chết, cái em không đi bên cạnh bạn còn chửi em. Trời, người ta buồn vợ chồng phải đi bên cạnh nhau. Không, chứ kiểu là trong trận là có bốn người chơi nè, em đi với lại team á, kiểu là đi ba bạn còn mình bạn tự bằng tẻ mà tách ra mà đi lẻ á, xong bằng chết cái bạn chửi em mà hoài gì đó. Thôi, vô lý có vừa thôi. Kiểu nhiều lần quá xong kiểu cứ dạy hoài cái thành em mấy lần kiểu bằng chửi thành em im á, cái kiểu hôm đó kiểu em cứ nói là anh không thương em, anh bỏ em mình, nó nhẹ nhàng thôi. Thế hai bạn đã ra mắt hai bên gia đình chưa? Em thì ra mắt nhà bạn rồi, còn em chưa có dịp để dẫn về ra mắt ba mẹ. Rồi phản ứng của bố mẹ Kiên đối với em như thế nào? Cái hôm đó là hôm tất niên á, xong mẹ Kiên lại kiểu mời bia uống này, cái em cũng uống. Rồi em mới hỏi mẹ Kiên là giờ con kêu bằng má được không? Mẹ Kiên chịu, ba Kiên cũng đứng đó nhưng mà em không dám. Tại kiểu nhìn mặt hung quá, thành em sợ, em không dám nói. Thì em cũng xưng là bằng chú á, chứ em cũng chưa dám thưa bằng ba. Qua ngày hôm sau, nhưng mà lúc em về là em thưa má, thưa chú con về. Cái thành ba của Kinh bảo là ủa sao thưa má mà thưa chú, chú muốn con kêu bằng ba thì con kêu bằng ba luôn. Là giờ em qua đó là em kêu bằng ba má luôn, cũng dễ chịu với em, không có gì hết. Rồi dự định trong tương lai của em như thế nào? Em thì em tính phát triển bản thân rồi xây dựng kiểu như có một cái sức ảnh hưởng nhất định á, xong cái em tính một kinh doanh một cái gì đó. Còn em thì em đang học thêm xăm nữa, trau dồi thêm thôi. Còn em vẫn làm bên bất động sản. Thay mặt chương trình chúc hai em được trăm năm hạnh phúc nha. Và chúc tụi em được nhiều thành công trong cuộc sống. Và tặng cho em một món quà này. Tặng bạn sản phẩm cốt bún riêu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA của Mỹ, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không MSG và không dùng chất bảo quản. Dạ, em cảm ơn chị. Chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà là một gói Ruby của ứng dụng Speed Couple,
giúp cho các cặp đôi giữ lửa tình yêu và có thể gắn kết với nhau hơn nhé. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành với chương trình này. Ứng dụng Speak Couple nay đã chính thức có mặt ở Apple Store và Google Play. Các bạn hãy nhanh tay download nhé. Có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón bạn. Cảm ơn nhãn hàng Quốc Việt Food đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Come Out ngày hôm nay. Cũng như đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào sáng thứ hai 8 giờ trên kênh YouTube của MCV Media và kênh Come Out LGBT Việt Nam. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.